Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Kênh của tôi phải nói là cái đợt này nó như là một cái nó gọi là hồi sinh thêm một lần nữa. Đấy, sau một cái khoảng thời gian 1 năm bị mất đề xuất YouTube nó cho vào danh sách đen thì bây giờ nó đã quay trở lại cái ngày xưa rồi. Đấy, nên là tranh thủ cái lúc mà bây giờ đang được đề xuất đấy, thừa thắng xông lên thì tôi sẽ ra video clip nhiều, ra video clip đều đặn để có thể kiếm được một cái lượng view, lượng sub. Đấy. Cái đợt này ấy, thì cũng có rất nhiều anh em mới xem kênh tôi. Có những em mới xem kênh tôi, anh em biết chơi rồi đấy, nhưng mà cũng có những anh em chưa hề biết chơi cái con game này và cũng xem tôi đấy. Và sau khi xem tôi thì anh em thấy chơi cuốn quá, chơi cái bộ môn này thích quá. Nó như là một cái bộ môn đánh cờ tướng hay cờ vua. Thế là anh em cũng đăng ký kênh để anh em xem rồi anh em học chơi theo. Đó, thế nên là kênh dạo gần đây là có rất nhiều anh em mới chơi. Mới chơi ở đây là mới chơi hoàn toàn luôn. Không biết gì về cái bộ môn này, không biết gì về Dota. Đó, và chính vì thế nên là ở trong cái nội dung của tôi thì tôi cũng sẽ nói nó kỹ hơn, nói nó nhiều hơn nha anh em nhá. Nên là anh em, nếu mà anh em xem lâu rồi thì anh em cũng thông cảm một chút, vì có những cái thứ mà có thể là anh em biết rồi và tôi có nói ở trong video clip của tôi hơi nhiều. Đấy, thì anh em thông cảm. Bởi vì là có những anh em là mới xem và cũng mới chơi nên là anh em cũng chưa biết được nó là cái gì. Thậm chí là những cái con tướng anh em còn chưa biết cơ. Đấy, còn chưa biết tên hết, chưa nhớ hết tên mặt tướng. Đấy, và chưa nhớ hết những cái skill của nó. Thế nên là tôi sẽ cố gắng tôi dung hòa cả hai thứ nha anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng làm nào để vừa làm nội dung cho các anh em cũ. Đấy, những cái trận đấu mà chuyển bài đỉnh cao hay là những cái siêu phẩm. Đấy, mà vừa là những cái game cho các anh em mới. Đấy, những cái con game mà nó đơn giản thôi, nó không phải chuyển bài nhiều, nhưng mà nó lại hướng tới những cái đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng cho các anh em mới chơi để anh em có thể nắm được. Bởi vì nếu mà những, tôi nói thật nhá, nếu mà những cái anh em mới mà xem những cái lineup khó như là Greater hay là những cái bộ fake thì thực sự là chóng hết mặt luôn, không hiểu một cái gì hết. Đấy, như là cái trận đấu ngày hôm qua anh em cũng thấy có rất nhiều anh em mới vào hỏi là tại sao lại up được cái con cây lên như này, hay là tại làm sao lại có thể là kích hoạt được cái bộ 6 cá hay là 6 hay là 9 mét hay là 9 feather mà nó chỉ có mất có 3 con. Đấy, chẳng hạn là như thế. Thì thực sự là các anh em mới mà chơi những cái bộ như thế thì thực sự là không thể nào có thể hiểu nổi. Đấy. Chơi một line up thôi nó đã căng rồi. Đây còn chơi fake thì suốt ngày coi như là chuyển qua chuyển lại. Đấy, đang từ 9m chuyển sang coi như là 9 warrior, hay là đang từ 9 warrior lại chuyển sang là 9 assassin. Thì thực sự là cái đấy nó thực sự không phù hợp với các anh em mới chơi. Thế nên là chúng ta sẽ cần những cái video thân thiện hơn, những cái video mà ai cũng có thể xem được. Đấy, những cái video, những cái đội hình dễ chơi không có nghĩa là nó yếu. Nó chỉ đơn giản là nó là dễ chơi, dễ trúng thưởng và phù hợp hơn với các anh em mới chơi. Đấy, và ngày hôm nay cũng là một trong những cái video như thế nha anh em nhá. Tôi sẽ hướng đến những cái lineup mà các anh em mới chơi có thể dễ chơi. Đấy, anh em chỉ cần là mua những con tướng mà giống tôi mua là được. Đấy, còn cách xây dựng thì anh em lúc đầu anh em không cần quan tâm. Đấy, còn các anh em mà xem lâu rồi thì các anh em sẽ quan tâm đến cái cách xây dựng đội hình ở giữa game, làm nào cho nó đỡ mất máu hơn. Đó, anh em cũng có thể thấy là trận đấu này thì tôi đang rất yếu, đội hình đang rất yếu. Nhưng mà tôi nói thật với anh em là yếu thì yếu thôi, nhưng mà chả mấy chốc mà tôi lại đánh chuỗi thắng đến lơi rồi. Nhìn thì chuỗi tư cộng 3, thua cộng 3 thôi, nhưng mà cái đấy nó sẽ hết nhanh thôi anh em ạ. Tôi đánh chuỗi thắng là cực kỳ nhiều luôn ở trong cái con game này. Đấy, nên là anh em, nếu mà anh em chơi lâu, anh em có thể học cái cách xây dựng đội hình để giống như tôi, có thể là rất hay đánh được chuỗi thắng đầu game. Rồi, đây rồi, cái dấu hiệu đây rồi anh em ơi. Thunder nó chính là dấu hiệu. Trận này có rồng 5 đô. Ok, vậy là tôi sẽ chơi 5 rồng nha anh em nhá. Chơi 5 rồng.
sao Breaker lên là 2 sao rồi này. Đấy, anh em thấy chưa? Chuẩn bị đánh chuỗi thắng đến nơi rồi này. Lúc đầu là không có cái bài mạnh nhưng mà tôi cũng không có lản đâu. Đấy, tôi sẽ tích bài dần dần rồi tôi sẽ đánh chuỗi thắng. Chứ tôi không như một số người là bài yếu ban đầu là họ thường là họ bán hết cờ đi, họ eco, nhưng mà tôi không. Thường là tôi sẽ tích bài một thời gian, đấy sau đó là bài đủ mạnh thì chúng ta sẽ lên chúng ta đánh luôn. Đấy là một cái tư duy mà anh em lên học tập. Ui dồi ôi, Thunder lên 2 sao luôn này, anh em thấy chưa? Đấy, chuẩn bị là dễ rồi. Sắp đánh được chuỗi thắng rồi đây anh em ạ. Tất nhiên là cái con Thunder 2 sao này bây giờ hiện tại nó chưa có đồ. Nó chưa có những cái món đồ để có thể là đánh được chuỗi thắng ở cái giai đoạn này. Nhưng mà nó lên 2 sao có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị là có cái cơ hội đánh chuỗi thắng rồi đấy. Tại sao lại có thể là hay đánh được chuỗi thắng? Thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn. Cái này nó là một cái kinh nghiệm. Một cái kinh nghiệm bốc bài ấy. Tức là mỗi round anh em đều được cho 5 quân cờ. Đấy, và anh em phải xử lý, sử dụng những cái quân cờ được cho một cách hiệu quả nhất. Tận dụng được cái tài nguyên được cho. Thì những cái người mà người ta thông thạo ấy, người ta chơi hay, thì người ta sẽ tận dụng cái đấy rất tốt. Đấy. Còn những cái người mà không thông thạo thì người ta sẽ mua và người ta không có tận dụng được những cái đấy. Đấy, và cái đấy nó khó đấy, chứ nó không dễ đâu. Không phải ai cũng có thể tận dụng được nha anh em nhá. Thế nên là cái này nó phải trau dồi một thời gian dài thì anh em mới có thể là thông thạo được cái vụ mà bốc cái con gì vào cho nó hợp lý anh em ạ. Rồi. Tạm thời ra quái này. Đây. Như này đi. Cho con gì vào, sức mạnh đội hình nó mạnh đến cỡ nào thì cái đấy nó phải thông thạo. Đấy, chúng ta biết được cái sức mạnh của đội hình. Còn lúc đầu các anh em mới chơi ấy, các anh em thuộc cái skill của nó là đã ok lắm rồi. Thuộc skill là một này. Thứ hai là thuộc tên tướng. Thứ ba là thuộc đội hình. Đấy, thuộc đội hình để có thể là cho vào. Ví dụ như 3 mét thì nó có cái tác dụng gì. Đấy, hay là 3 assassin thì nó có tác dụng gì thì anh em phải thuộc. Để anh em cho vào, anh em kết hợp với nhau. Đấy, dần dần rồi anh em sẽ nhuần nhuyễn những cái đấy. Thì anh em sẽ kết hợp những cái con tướng vào mà nó chả có liên quan gì đến nhau, nhưng mà nó lại vẫn mạnh. Đấy, thì cái lúc đấy là anh em phải thuộc, rất thuộc. Và anh em phải cực kỳ thông thạo. Có những cái con tướng mà anh em kết hợp vào với nhau, nó chả có liên quan gì đến nhau luôn, nhưng mà nó lại mạnh. Đấy, nó lại có thể khiến cho anh em có chuỗi được đầu game. Đấy, nó hay ở cái chỗ như thế. Một cái con game mà khá là chiến thuật, nó cần rất nhiều những cái kiến thức. Đấy, và thực sự là cái con game này đến đây năm nay là năm thứ 5 rồi, nên là nó có rất nhiều kiến thức tổng hợp. Đấy, nên là các anh em mới chơi, các anh em phải thực sự, các anh em chú tâm, các anh em phải thực sự là tìm hiểu, tìm tòi. Đấy, nó cũng giống như các anh em là đi học ấy. Anh em cứ nghĩ như thế. Đây thực sự nó là một cái bộ môn khó anh em nhá. Tôi chơi lâu rồi tôi biết. Tôi cũng phải thú thực với anh em luôn. Nó rất khó. Các anh em mới chơi thì nó lại càng khó. Nó khá là phù hợp với các anh em mà đam mê những cái bộ môn cần đòi hỏi cái sự tính toán, suy nghĩ. Đấy, nhưng đồng thời nó cũng tạo lên một cái điều kiện mà khá là khó khăn dành cho những cái người mà ít động não. Tôi phải nói thật là cái điều đấy. Con game này là thường là anh em xác định chơi thì anh em cũng xác định là học luôn nha anh em nhá. Chúng ta sẽ phải vừa chơi vừa học thì mới có thể là đạt được cái kết quả mà mong muốn. Đấy. Thường thì cái kết quả nó sẽ đến với anh em trong khoảng 1 tháng đến 2 tháng liên tục xem video clip nha anh em nhá. Thường thì nó sẽ là như thế. À ui, có anh em chào tôi này. Liên tục xem video clip và thực hành, tôi quên. Chứ còn xem không thì chưa đủ. Xem và làm theo. Đấy. Đấy là cái bước ban đầu anh em có thể học được nha anh em nhá. Chúng ta sẽ có từng cái cấp level 1. Đấy, lúc này chúng ta cũng chỉ mới hơi mạnh thôi chứ còn chưa mạnh hẳn đâu. Nó sẽ có từng cái cấp level. Cái cấp level đầu tiên
là sẽ là cái cấp level học tập. Anh em chỉ cần có thể tiếp thu được những cái video đấy, và anh em làm giống hết thôi, anh em chơi anh em làm được giống hết thôi, thì là đã là tốt lắm rồi. Thì anh em chú tâm vào, chú trọng vào những cái video. Ui cái gì cái nhẹ nhẹ thôi á, có cái gì đâu mà phải nhẹ ấy, khổ. Anh em này chắc fan ở trên kênh. Ghê vậy, chuỗi thắng cộng 8 rồi cơ, căng ấy nhở. Đấy, tôi đang nói dở cái vụ mà chú tâm chú trọng. Thì cái giai đoạn đầu ấy, anh em nên chú trọng vào những cái lineup dễ chơi dành cho những cái người mới. Ở đây thì ở trong những cái video mà dành cho các anh em mới chơi thì tôi cũng sẽ cố gắng tôi tư vấn cho anh em để chơi những cái lineup gì phù hợp với các anh em nhá. Chứ còn như cái lineup hôm qua ấy, cái lineup mà cái con heo đấm tôi ấy, thì anh em đừng chơi nhá. Hay Gladiator thứ anh em đừng chơi. Chơi những cái bộ đấy nó đau lắm, nó mệt lắm. Thậm chí anh em chưa nhớ mặt tướng, anh em chưa biết kết hợp thì anh em đừng chơi cái bộ đấy. Anh em hãy chơi những cái lineup này này. Warrior. Đấy, 9 Warrior. Đó là một trong những cái lineup dễ chơi mà dễ trúng thưởng ở trong cái giai đoạn meta này. Warrior, 9 Warrior rất là dễ chơi. Chỉ còn cần là anh em lấy 9 cái con Warrior. Ui đây rồi. Gặp đây rồi. Nhưng mà bài to á. 6 exit rồi, chịu rồi. Đấy. Anh em biết tại làm sao mà tôi không up cấp lên cấp 7 không? Bởi vì tôi biết là tôi không ăn được nên là tôi không up lên làm gì cả. Cái đấy nó cũng là kinh nghiệm đấy anh em ạ. Tôi chỉ để đủ level 6 thôi, tôi giữ máu thôi. Chứ còn tôi không có up lên 7 để tôi có thể là cắt chuỗi của đối thủ, bởi vì không có khả năng anh em ạ. Đấy, tôi tính toán là không có khả năng. Lên 7 thì chúng ta sẽ không đủ khả năng để có thể cắt chuỗi được 6 exit. Bây giờ chúng ta form về 6 mét thì chúng ta cũng sẽ không đủ cái khả năng để cắt chuỗi được. Cái bộ 6 mét không đấm được 6 exit giai đoạn này anh em nhé. Và để làm sao để có thể biết được cái việc là chúng ta có ăn được đối thủ hay không ấy, thì cái đấy nó là cái sự thông thạo của từng người. Đấy. Thì đó, để cho anh em biết được là không phải lúc nào chúng ta cũng up lên cấp 7 ở đang 11. Và cũng không phải lúc nào mà chúng ta cũng eco. Đấy, không phải lúc nào chúng ta cũng đánh chuỗi thắng. Chúng ta phải lựa, chúng ta biết lựa. Biết địch biết ta trong trận trong thắng. Các cụ dạy là cấm có sai. Nói thật với anh em là cái trò này nó khá giống các cụ dạy đấy. Đây 6 mét này. 6 mét. À chưa đủ, thiếu một con mét à. Rồi không sao. Áp dần rồi anh em ạ. Áp dần rồi. Đấy, tôi có hai con Shadow nó gánh với tôi từ đầu game đến giờ luôn. Ok. Kể cả lấy đồ cũng phải có kinh nghiệm mới lấy anh em nhá. Đấy, mặc dù là ở trong trận đấu này có thể lấy ôm mùa đông hay lấy ban ơn cũng có thể lấy được. Đấy, nhưng mà nếu mà để mà đánh với Exit thì tôi nghĩ sẽ là một cái cấm đánh. Nên là chúng ta sẽ random. Đấy, kiếm một cấm đánh. Không có đúng không? Không sao. Tí nữa sẽ có. Random 3 phát thì kiểu gì chả ra đúng không anh em? Kiểu gì cũng sẽ ra đó. Đấy, trận này có nhiều Exit không này. Thằng này chắc cũng Exit đây. Sẽ có hai thằng chơi Exit. Không sao cả, vô tư. Đó, tôi cũng lên level 7 rồi. Nhưng mà bây giờ tôi tiết kiệm được tiền. Bây giờ tôi 50 tiền ở level 7 luôn. Đấy, và cái quan trọng là cái lượng máu của tôi bây giờ nó đang khá ổn. 66 máu. Đấy, được chưa? Mặc dù chúng ta không cắt được chuỗi. Bởi vì thực ra là cái ông mà chuỗi 11 kia, ông ấy xanh lắm. Bây giờ không cắt được đâu. Chúng ta sẽ có cơ hội cắt sau. Chúng ta sẽ phải quay trở lại một lần nữa để chúng ta gặp lần nữa chúng ta mới cắt được. Đấy là khi mà chúng ta lên 9 nha anh em nhé. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một trong cái lineup dễ chơi, dễ trúng thưởng với các anh em mới chơi. Là lineup 5 rồng kết hợp với cả 6 mét. Một trong những cái lineup mà có thể chơi ở bất cứ cái meta nào. Đấy, những cái lineup mà tôi giới thiệu với các anh em mới chơi, nó không phải là line up yếu đâu nhá, mà nó là cái line up dễ chơi. Đấy.
xin được nhắc lại lần nữa cho các anh em mới chơi nhá, để các anh em nắm được những cái lineup không yếu mà nó dễ chơi và nó khỏe. Đấy thì tôi giới thiệu với anh em. Đây rồi, vậy là chúng ta có 6 mét nhá anh em nhá. Đó, chúng ta sẽ có 6 mét đánh ở level 8. Ui mất chuỗi rồi kìa. Hai ông Exit gặp nhau mất chuỗi ạ. Đấy. Exit nó gặp nhau nó khỏe giai đoạn đầu game. Rồi. Còn bây giờ tôi đã có 6 mét. Đấy, và kết hợp với 3 rồng anh em nhá. Đầu game thì mua những cái con mét và mua những cái con rồng. Rồng thì anh em bật được cái bảng này lên. Đấy, anh em mua nhá, thêm vào. Thêm những con ở thuộc tộc rồng vào. Anh em mua. Đó, sau khi anh em mua được những cái con mết con rồng thì anh em lúc đầu anh em sẽ xây dựng là bộ 6 mét trước. Sau đó lên được level 8 thì anh em sẽ chơi là 3 rồng kết hợp với 6 mét. Đó, lên được level 9 thì nó sẽ là 5 rồng. Nha anh em nhá. 5 rồng có thể là chưa có 6 mét cũng được nhưng nó sẽ phải là 5 rồng. Đấy. Tác dụng của cái bọn rồng này là cái tộc rồng ấy nó sẽ giúp cho tất cả cái con cờ của anh em tung trưởng ngay từ lúc vào trận đấu mà anh em không phải đợi đầy mana. Đấy, vào phát đầy mana luôn, tung trưởng luôn. Đó, rất là phù hợp với cả những cái đội hình bắn trưởng. Thì anh em có thể là mua những cái con mết vào. Thường thì cái lineup này nó sẽ dồn đồ cho con già hoặc là con Thunder. Như tôi hiện tại là cái con Thunder đang cầm đồ. Đấy, Thunder Spirit đứng giữa bàn cờ. Đây là cái vị trí mà gây được nhiều đam nhất nha anh em nhá. Anh em hãy để nó ở giữa. Đấy, con già thì để ở góc. Con già cái vị trí ở góc nó sẽ đẩy được nhiều máu nhất. Đấy, nó sẽ tung trưởng vào cái vị trí mà có nhiều địch nhất. Đấy, còn con Thunder thì sẽ để ở giữa. Cái vòng tròn xoay quạt của nó sẽ rộng khắp bàn cờ. Đây anh em nhìn này. Đấy, nó xoay gần hết. Chỉ có vị trí ở hai góc là không tới thôi. Đó. Rất dễ chơi đúng không? Và rất khỏe. Đấy, chỉ cần mua những cái con mết và con rồng thôi. Đấy, nếu mà anh em đánh khéo léo hơn thì anh em có thể xoay qua cái bộ human một chút giai đoạn đầu game để kiếm sách. Đấy, kiếm mỗi round 4 quyển sách với 6 human thì anh em còn có thể lên được level 11, 12. Đấy, nhưng mà cái kiểu đấy thì nó cũng không quá phù hợp với cái người mới chơi. Đó, cũng sẽ phải đánh rất khéo léo. Nên là tôi khuyên anh em là hãy chơi một cái đội hình nó mạnh luôn ngay từ đầu. Đấy, như tôi này. Tôi đánh thì nó cũng không cần thiết là nó phải mua 6 human. Mà tôi chơi mết luôn. Đầu game tôi cũng giữ máu thôi, chứ tôi cũng không mua human vào nhiều. Đấy, tôi giữ tiền giữ máu thì bây giờ tôi mới được 50 tiền. Kèm theo đấy là tôi có một cái lượng máu nhiều. Còn có một cái kiểu chơi khác là anh em sẽ mua human. Đấy, nhưng mà thường ấy, nó có một cái dấu hiệu nhận biết là ra human thì chúng ta mới mua human vào thôi. Còn lúc đầu thì không lên mua. Như tôi ở trận đấu này là mỗi round tôi chỉ cần tích một quyển sách thôi. Đấy, tí nữa lên 11 là được anh em nhá. Rồi, lấy cái dấu ấn thần thánh này. Tí nữa là chúng ta sẽ có thể là có thêm cái bộ gót nữa. Mặc dù là không có rớt. Trận này không có rớt nhưng chúng ta cũng có thể lấy được gót. Ok, tôi sẽ lấy cái món tím đầu tiên nhá anh em nhá. Ngọc refet. Quá ok luôn. Đấy. Món này rất là thích hợp cho cái bọn bắn trưởng. Các anh em mới chơi thì anh em hãy chú ý đến cái việc lấy đồ của tôi nữa. Đấy, anh em lấy đồ giống tôi thì cái bài của anh em sẽ mạnh. Có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà tôi chơi đội hình giống bạn mà cái đội hình của tôi nó giống hệt mà tại sao tôi lại yếu hơn. Có thể là do đồ nha anh em nhá. Có thể là do đồ. Và một cái nữa mà ít ai để ý đó chính là cái tham minh. Có thể cái giai đoạn mà anh em lên được giống đội hình của tôi ấy, thì nó đã qua cái giai đoạn mà cái sức mạnh nó mạnh nhất rồi. Đấy, anh em hãy lên nhớ điều đấy. Nó còn có một cái nữa, nó là cái tham minh của đội hình. Cái tham minh nó rất là quan trọng. Ví dụ như ở đây nó là round 21 thì đội hình như thế này thì nó là mạnh. Nhưng mà chỉ sau 10 round nữa, tức là round 31, nếu mà anh em vẫn đội hình như này thì rõ ràng là anh em yếu nhá anh em nhá.
Đó, và cái timing nó cũng là một trong những cái mà không phải một sớm một chiều anh em có thể là tiếp nhận được đâu. Cái timing làm nào để có thể timing chuẩn cái sức mạnh đội hình ở từng giai đoạn thì anh em sẽ phải có một khoảng thời gian anh em thực chiến. Đấy, nó là kinh nghiệm chiến trường anh em nhá. Kinh nghiệm ở đây nó được tạo ra nhờ cái sự rèn giũa theo 5 tháng. Ở đây tôi là 5 năm rồi đấy anh em ạ. Nên đương nhiên là có những cái kinh nghiệm mà nó đã đúc kết được sau quá trình 5 năm. Đấy. Rất nhiều kinh nghiệm rồi. Ok. Cái tham minh này anh em sẽ phải luyện dần dần. Nhưng mà anh em yên tâm là sau một khoảng thời gian thì anh em cũng sẽ có cái kinh nghiệm đó thôi. Đây. Vậy là chúng ta thiếu một con rồng. Vẫn thiếu một con. Ok, vẫn thiếu một con rồng. Dragon Clyde chưa ra anh em ạ. Kunka này. Đây chúng ta có con Kunka là chúng ta có thể cho vào. Tí nữa chúng ta kiếm sách lên 11. Đấy, bây giờ tôi đã có chuỗi rồi đấy. Sớm muộn gì cũng có chuỗi. Bây giờ là round thứ 23 tôi bắt đầu có chuỗi. Sớm muộn gì cũng có chuỗi đấy anh em ạ. Đấy, cái ông xanh lè ở giai đoạn đầu game thì bắt đầu là đã tụt dần rồi đã. Anh em thấy chưa? Lại mất chuỗi rồi, mất chuỗi rồi, mất chuỗi rồi. Gặp Meteorite gặp cá. Meteorite gấu 2 chịu thôi. Không sao, không sao. Sẽ đến lúc chúng ta đấm được cái nhà này, anh em yên tâm. Đây rồi, 5 rồng nhá anh em nhá. Đấy, sẽ phải ưu tiên 5 rồng. Bỏ con này ra. Đến cái tầm này có thể là sẽ tích sách để lên 11 anh em ạ. Tích sách lên 11 được. Round 27 tôi sẽ lên level 10. Ui thằng này đi rồi này. Thằng này cầm 40 tiền ra đi. Ảo ma Canada gặp ngay mết. Gặp ngay mết counter luôn. Ok. Rồi, già 2 đã này. Vậy là chúng ta có con già 2 rồi. Bộ này thì ở trong truyền thuyết ấy, nó không có con rớt anh em ạ. Chỉ có rồng 5 đô thôi. Nên là trận này thì khả năng là cái trứng này tôi cũng sẽ ưu tiên cho con già thôi. Những cái trận đấu mà có rồng 5 đô thì có thể chọn cái đội hình này. Đấy, rất là ok. Mà nếu mà không có rồng 5 đô thì chúng ta cũng có thể chơi được như anh em nhá. Nó cũng không nhất thiết nó phải có rồng 5 đô. Nhưng mà có rồng 5 đô và có rớt thì nó sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn khá là nhiều đấy. Ví dụ như là có rớt, có rồng 5 đô thì cái bộ này nó 10 điểm. Thì ở trong cái trận đấu này chúng ta chỉ có khoảng 9 điểm thôi. Không có rớt nhưng mà vẫn có rồng 5 đô. Còn cái trận mà nó không có cả rớt lẫn rồng 5 đô ấy thì chúng ta chỉ còn khoảng 8,5 điểm thôi. Tất nhiên là vẫn chơi được. Nhưng mà nó sẽ không mạnh tối đa được. Ok. Đấy, round này chúng ta sẽ có 3 quyển sách. Chơi khéo léo, tức là mỗi round quái sẽ bỏ sách, bỏ mấy cái con human và kiếm sách anh em nhá. Đấy, chơi thế này nó sẽ khéo hơn. Nhưng mà nó cũng sẽ khó hơn. Ok. Đập cho già luôn này. Vẫn phải là 5 rồng anh em ạ. Hiện tại là tôi đã đủ tiền lên level 10 rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lên level 10 ở round này ấy, thì chúng ta lên 11 nó sẽ bị muộn. Đấy, thế nên là tôi sẽ lên level ở round 27. Đấy, cái kinh nghiệm này anh em cũng sẽ làm giống hết tôi nhá. Up level ở round nào thì anh em cũng sẽ up giống như tôi. Như chơi 5 rồng này thường là chúng ta sẽ up ở level 27. À round 27 lên 10. Đấy, hoặc là nếu mà 27 không kịp ý, thì nó sẽ là phải là 31 nha anh em nhá. 31 lên.
Rồi, 9 xin này. Ok. Chúng ta lại có một cuốn sách nữa. Rồi. Round này chúng ta sẽ lên thẳng lên level 10 luôn. Đấy, và round sau. Round sau nữa chúng ta có thể lên được 11. Được chưa? Bỏ con cung ca này vào này. Đấy, 5 rồng 9 mét. À, 5 rồng 6 mét. Nếu mà lên được 11 ý, mà ra là con rồng 5 đô thì nó sẽ là 5 rồng 9 mét. Đấy, đấy nó là cái bộ tối thượng. 5 rồng 9 mét thì cực kỳ mạnh luôn. Từ từ nhá, bỏ con này ra. Con nào mà lên được 2 sao đấy anh em bỏ đi. Chỉ mua 2 sao thôi, không chơi lên 3 sao đâu. Đây, con này khỏe hơn con Kunka này. Đấy, thêm con Phantom Queen vào. Rồi, gặp Aegisid. Aegisid thậm chí còn không tung được trưởng anh em ạ. Kiếm hồn rồi, ra kiếm hồn rồi. Đấy, 6 Aegisid. Anh em thấy chưa? Đấm 6 Aegisid như con luôn. Ra đầu ông Ben Z này có một cái chuôi rất dài. Nhưng mà đến cái tầm này thì tôi lại làm chủ được cái trận đấu rồi. Chúng ta có thể dễ dàng ăn được đối thủ luôn. Ra này. Đấy. Sẽ ra dần những cái con mết. Và chúng ta sẽ đủ bộ thôi. 5 rồng 9 mết. Một round nữa là lên được 11. Trận này cũng có 5 rồng nha anh em nhá. Đấy, những cái trận đấu mà có con rồng 5 đô ấy, thì cũng sẽ có người là chơi 5 rồng thôi. Đấy, còn lại là bây giờ là hai người chơi 5 rồng và hai người chơi Aegisid. Mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Là tôi lấy rất nhiều áo mưa, rất nhiều những cái đồ kháng phép để tôi chơi với cả cái bộ 5 rồng. Đấy, lấy đồ nó cũng rất quan trọng. Lấy đồ gì, lấy như thế nào. Cái này là đã có cái sự chuẩn bị ngay từ đầu rồi anh em ạ. Chứ không phải là bây giờ là tôi mới lấy. Nhận thấy là có cái nhà chơi 5 rồng mà tôi đã lấy rất nhiều những cái đồ kháng phép ở đây rồi. Ok, đấy, lên được 11 nhé. 5 rồng 9 mét. Chưa đủ, chưa đủ. Như này là phải lên 12. Chúng ta phải ra là con rồng mét mới đủ anh em ạ. Ra con rồng 5 đô ấy. Bởi vì chưa ra là con rồng 5 đô nên là khả năng là tôi sẽ tạm thời tôi sẽ chỉ chơi 6 mét thôi. Tạm thời chưa 6 mét rồi đã. Ok chưa? Đấy, cho thêm những con Aegisid vào. Để nếu mà gặp cái bọn Aegisid thì nó đỡ bị chia đôi máu. Đấy, bây giờ tôi là cái người nhiều máu nhất luôn. Và cũng đang rất là mạnh. Cái thằng rồng mết nó cũng lên được 11 rồi kìa. Đấy, tức là cái khả năng sức mạnh là như nhau đấy. Nhưng mà tôi khác ở cái chỗ là tôi có những cái đồ kháng phép. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ kháng phép ở đây để đánh với rồng mết. Cái đội hình là cùng một cấp level, tức là level 11. Nhưng cái khác biệt ở đây nó là cái đồ. Đồ tôi lấy là đồ kháng phép rồi, nên là tôi không sợ mết ở đâu. Rất là ok luôn. Đấy, lại có chuỗi rồi nhỉ. Cái thằng Metalith gấu đi từ bao giờ rồi. Chắc là gặp cái thằng Aegisid nó đấm nó sấp mặt. Đây là một trong những cái đội hình mà cực kỳ dễ chơi, dễ trúng thưởng. Và có một cái hay ấy, ở trong cái đội hình 5 rồng 9 mét ấy, hay là 5 rồng mét nói chung, đấy là nó có thể chơi bất cứ meta nào. Nó chưa bao giờ nó gọi là out meta cả anh em nhé. Bộ này chơi toàn bộ tất cả các meta đều chơi được hết. Không bao giờ bị out meta. Đấy, đối thủ bây giờ của chúng ta là cũng là 5 rồng 6 mét. Sự khác biệt đến từ đồ. Đấy, nên là tí nữa tôi gặp rồi tôi cũng thắng được thôi. Tôi đã có sự chuẩn bị rồi. Không sợ. Luôn không ra có rồng 5 đô luôn.
Rồi tôi sẽ đổi thêm một cái món đồ tím nữa. Ok. Từ từ đã. Mấy cái món này đều ok. Có khi là cho con già cầm. Gậy bão cho con già cầm cũng được anh em ạ. Con Thunder cầm đồ như thế là ổn rồi. Tôi không muốn bỏ những cái món đồ trên người con này ra. Con Thunder của tôi nó vẫn là đang là cái con co chính. Con già là con co phụ. Ok. Đấy, ra 31. Rồi. Vào 9 exit bây giờ vô tư luôn. Đấy, em thấy không? Vào phát. Vào phát tung trưởng là bay toàn bộ đội hình địch, còn mỗi con. Còn mỗi con có BKB thôi. Nhưng mà rồi cũng đứt rồi. Để phát 30 máu luôn này. Đấy, con thằng 5 dòng kia đi rồi kìa. Anh em thấy chưa? Tôi lấy toàn đồ kháng phép mà. Tôi lấy toàn đồ kháng phép thì đỡ làm sao được. Mà nó chết nó không rơi một cái món đồ nào sang ạ. Thề. Điều thật sự. Đấy. Đối thủ nó bắt đầu kẹp cá rồi. Nhưng cái bộ này nó cũng không sợ 4 cá lắm đâu anh em ạ. 6 cá thì còn ngán thôi, chứ còn 4 cá thì không sợ nhá. Tầm này mà kẹp 4 cá vào vô tư. Đấy, bắt đầu kẹp cá rồi. Nhưng mà 4 cá không thành vấn đề. Để xem là 4 cá nó có ăn thua gì không anh em nhá. 6 exit 4 cá. Ôi dồi ôi, anh em nhỉ, cũng bay hết bầu rồi anh em ạ. 4 cá không ăn thua. Ôi sao rồi. Đấy, trò chơi kết thúc. Anh em thấy chưa, cái đội hình cực kỳ khỏe đúng không? Và nó cũng rất là dễ chơi anh em nhá. Đấy, video ngày hôm nay hy vọng các anh em mới chơi sẽ có một cái đội hình mạnh để anh em dễ dàng anh em leo rank. Ok, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một cái trận đấu mà cực kỳ cay con heo luôn anh em ạ. Đêm qua tôi đi ngủ mà tôi cứ chằn trọc, tôi cứ suy nghĩ mãi về con heo đấy thôi. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái đội hình cực kỳ mạnh có thể làm cho đối thủ bốc hơi trong vòng 3 giây anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!